Ảnh cũng có khuôn mặt độc, nếu mà nhìn mặt ảnh có mắc cười không? Nếu mà ảnh mở miệng ra cười thì sẽ thấy rất là mắc cười, còn ảnh không mở miệng ra cười thì sẽ không thấy mắc cười. Em tên là Minh Ngọc, dạ em 29. Công việc của em là kỹ thuật viên xét nghiệm, nhưng hiện bây giờ em đang đi học tên văn bằng 2. Quê em ở Tây Ninh. Học xong ra gì bạn? Dạ ra bác sĩ. Bao nhiêu năm nữa? Dạ còn 2 năm nữa. 31 người ta sẽ là bác sĩ đấy nha. Rồi bên kia giới thiệu về mình đi. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Nguyên Linh và quý vị khán giả. Chào bạn nam, em tên là Nguyễn Quỳnh Như, năm nay em 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là nhân viên kinh doanh và có một công việc dạy thêm ở trung tâm luyện chữ nét hoa. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là không có bánh bèo, rất là quyết đoán và dứt khoát. Khuyết điểm của em là hơi có giờ dây thun một xíu. Thun cỡ nào, giả tỷ như giờ hẹn? 15 phút thôi. À, cũng chưa đến nỗi ha. Em gái, em có được mấy mối tình rồi? Dạ, hồi trước giờ thì em có đơn phương 2 mối tình. Đơn phương thôi chứ chưa có mối tình là chính thức hết hả? Dạ đúng rồi. Lúc mà em định viết thư tỏ tình người ta thì em thấy người ta đăng avatar có bạn gái rồi, cho nên em đốt thư luôn. Đốt thư luôn. Người đó rất là không có đẹp trai đâu, nhưng mà có cái nét độc. Và em đặc biệt rất là thích những người không có nét đẹp đại trà, mà phải có cái gì đó của riêng mình. Xấu cũng được nhưng mà phải độc. Trời ơi, vừa xấu mà vừa độc nữa chắc chết quá. Đọc là đọc sao em, ví dụ? Dạ, nét đẹp lạ đó chị. Nhìn gương mặt thì phải hài hài một xíu. Mặt nhìn lạ. Mắt cười. À, là mình thấy buồn cười liền, không có nở giận lâu. À, Linh thấy mặt bên kia có mắt cười không Linh? Cũng mắt cười mắt không? Cười. Bạn trai thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, em có 2 mối tình chính thức cách đây 5 năm rồi. Kéo dài bao lâu? Dạ, được 2 năm. 2 năm, lý do sao chia tay em? Dạ thì do cái quyết định em đi học cái văn bằng 2 với một quyết định nữa là người nhà nói là không hợp tuổi. Nhưng mà em chia tay hay là cô kia? Cô kia. Vấn đề quan trọng bây giờ chúng ta tìm một cái người yêu như thế nào? Dạ, em thì em thích một người năng động, hòa đồng và cá tính, không cần đẹp. Độc luôn. Độc, xấu lạ. Hai người này độc không hả? Em không thích điều gì ở bạn gái? Bánh bèo quá chị. Tức là đừng có nữ tính quá. Tức là nhõng nhẽo hay là... Cô kỳ vậy ta? Ta lấy vợ thích nữ tính. Bên đây gặp quá. Cô này hồi nãy cô nói cô không có bánh bèo. Được. Nhưng mà về ngoại hình á, có cái mẫu người lý tưởng giống ai hay là thích ai gì không? Thôi giống chạy rồi chị. Chị là vừa đẹp vừa độc nữa em ơi. Rồi giờ tới phiền em nè. Em có cái tật xấu gì không? Em hay hát lắm. Hát mọi lúc mọi nơi. Tức là gắn tai nghe vô là em có thể đi lố đường ra tuốt đại lộ luôn á. Không, mấy người hát gắn phone vô là ưa hát dở lắm em. Tại gắn vô đâu biết hát gì đâu. Trời lừa trái, trời đất ơi. Hát xong bao nhiêu người đang dòm mình luôn. Dạ đúng rồi đó, vô y chang vậy luôn. Vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, y chang vậy luôn á. Mà em hát thể loại nhạc gì? Dạ nhạc nhẹ cũng có, nhạc rock cũng có, mà nhạc... Rock luôn? Vậy rock em làm nhẹ nhẹ. Rock cho chị coi, em rock coi. Bên này thích đọc, lạ. Quay xa về gần rồi vội vàng lại quay thêm một lần cuộc đời như lần không ngại ngần. Ta về trong mơ. Hay nhảy này đâu phải tật xấu đâu, nhưng mà chị đang hình dung lúc em hát em feel thì chị đang hình dung em đi karaoke em hay bị người ta quay clip dùm hàng đó. Đọc lạ, tôi chịu. Hai chị em hợp ghê á. nghe bạn nhạc rock bên bển em cảm thấy như thế nào? Dạ cũng cá tính. Cá tính. Em có vẻ điềm đạm ha, nói nhỏ dễ sợ. Sao bác sĩ tương lai mà. Mình là đa khoa hả em hay sao em? Dạ đa khoa chị. Mình có dự định gì cho tương lai không? Ví dụ như mình bao lâu nữa mình lập gia đình? Lập gia đình xong mình ở đâu? Dạ thì về Tây Ninh cũng được, có thể là ở với mẹ nếu bạn nữ thích làm dâu. Còn mẹ em rất là dễ. Có trước khi đi tham gia chương trình em có hỏi mẹ, nếu lỡ người ta bắt con làm con rể cho mẹ. Cái mẹ nói thì thôi mình đi. À vậy là mẹ cho đi phải không? Mẹ chịu mà em chịu không? Dạ chắc được luôn đúng không? Bác sĩ mà ở đâu làm gì cũng được hết. Trời ơi, mở cái phòng mạch tư nhân ở nhà là ngon. Ở đâu chích cũng được. Có chỗ là chích à. Đúng không em? Yên tâm. Được. Trời ơi, đây là sáng giá lắm á nha. Ba còn 2 năm nữa đó, em nhắm đi làm có lương nuôi đi. Em mốt bác sĩ nuôi lại. Học xong mới cưới đúng không? Dạ. Vừa lấy bằng là vừa có vợ luôn. Dạ. Được rồi. Hợp lý mà, bên đây cũng mới 23 tuổi à. Chào em gái, anh bên đây nó rất rất là hiền, trầm tính ha. Dạ. Em hình như rất là sôi nổi ha. Dạ đúng rồi. Em như cái tính cách giống như Cát Tường á. Vậy mới nó hòa hợp. Khùng chút xíu rồi đó. Đọc, đừng có dùng từ khùng. Đọc.
Hồi nãy anh mà thấy cổ hát trời ơi, cái miệng cũng đã lắm. Anh nè, vừa bây giờ mở màn qua. Dạ. Em gây ấn tượng mà em hát liền nha, vui mà nha. Nhưng mà anh phải hòa nhịp với em chứ. Anh hòa luôn. Dạ. Em thích lãng mạn không? Dạ không, nhiều khi em cũng thích người con trai phải hơi phủ một xíu. Phủ hả? Tức là ý là nếu mà ví dụ như em mà có người yêu á, em mà nhắn tin nói là em nhớ người đó thì người đó đừng có nói mấy cái câu lạ như là anh nhớ em lắm. Em không thích vậy. Em nói là em. Ủa nay em bị gì vậy? Hoặc là kệ em chứ. Em thích như vậy hơn. À vậy đó hả? Dạ. Dạ vậy đó. Thích đâu. Ví dụ như em nói là em yêu anh nhiều quá. Anh trai đâu? Bật hùng hả? Hoặc kiểu như bên kia bác sĩ, bên đây người ta nhắn tin: anh ơi em đang chóng mặt quá, kệ em, được không? Cái đó thì không được. Cái đó liên quan tới vấn đề sức khỏe. Sức khỏe, đúng rồi. Còn cái gì mà nói về tình cảm thì có thể phủ được. Rồi một người thích phủ lạ quá. Không được đó, anh thấy cô đây cũng cá tính đó em. Giờ mình hỏi thăm người nhà coi đánh giá thế nào ha. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh họ và bạn thân. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Rồi chào em. Em là anh trai của Minh Ngọc. Theo anh á thì anh thấy bạn nữ bên này rất là vui tính và rất là dễ thương. Đọc. Dạ anh thấy là hợp với em á, em gái à. Dạ. Anh em của anh á là không có bị vô duyên đâu, em yên tâm. Rất là đúng gu của em á. Em có đi vai không? Dạ có, em đi với một người chị cũng là bạn thân và em rất là tin tưởng vào cái nhận xét của chị đó. Rồi chào chị. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Chị thì chị thấy anh bên này thì trầm tính, nghiêm túc, ảnh cũng có hương mặt đọc nếu mà nhìn mặt ảnh có mắc cười không? Nếu mà ảnh mở miệng ra cười thì sẽ thấy rất là mắc cười, còn ảnh không mở miệng ra cười thì sẽ không thấy mắc cười. Anh không cười là coi như bên đây khóc luôn. Dạ đúng rồi. Mình hy vọng là khi mà mở màn ra thì bạn nam bên này gán cười cười nhiều một xíu. Hồi nãy em mình có nói việc là em mình thích bạn trai cũ, nhưng mà sự thật là nếu như bạn thử quên một ngày hẹn hò hay là một cái cột mốc quan trọng nào đó thì bạn sẽ thấy được em mình phủ lại bạn như thế nào. Trời ơi dữ dọa vậy trời. Cái ghê vậy. Hồi nãy anh nghe vô phủ anh tưởng nó ngon, nhưng cuối cùng không phủ. Phủ người ta phủ lại. Là hơi mệt rồi đó. Rồi cảm bây giờ kéo màn lên cho hai bạn gặp định. Nhau ráng kéo nha. Màn lên. Cố gắng nha, cặp mày được là cười. Vui lắm nè. Cười lên, cười. Bắt đầu. Hát đi em, hát đi. Nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chân tình, trái tim đừng làm em bối rối. Biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong anh từ cơn gió bay qua. Có mè nữa. Hay quá. Bác sĩ được rồi đó. Được không em? Đọc không em? Dạ chưa. Có bè đó em. Dạ em cảm ơn. Mắc cười không em? Dạ cũng cười. Mắc cười ha? Dạ. Bác sĩ hơi thiếu ăn chút, chắc là lo học quá. Phải nuôi sao cho mập chút. Nếu mà đi học như vậy thì anh sắp xếp thời gian hẹn hò như thế nào? Có thể anh sắp xếp một tuần xuống, hoặc là hai tuần, hoặc là một tháng. Trời ơi, cái gì mà thời buổi giờ mà một tháng gặp nhau một lần hả anh? Thì theo em nghĩ thì quan trọng là ở trong tim mình có người ta hay không thôi chứ. Nhưng mà em thì lại thấy là cái việc gặp mặt thì nó cũng quan trọng á. Một tuần ít nhất cũng phải hai lần. Sắp xếp một tuần hai buổi được không? Chia sẻ bác sĩ. Thì chứ chị đó thứ bảy chủ nhật tới chị, tại vì thứ hai thứ ba thì chẳng hạn như hôm nay thì em phải xin thầy em nghỉ mấy ngày thì nói chung trong cảm cũng... người ta còn 2 năm cuối mà ráng đi em, đầu tư bác sĩ còn em nhiều thời gian học lắm, ráng đi chịu. Đi tuần hai lần thôi, năn nỉ mà thiệt mà. Mà em có hay đi phượt không? Đi chơi bằng ô tô? Dạ có, em rất là thích đi du lịch á, cho nên là nếu mà yêu nhau thì chắc khoảng một năm phải đi 2-3 lần á. Mà anh không thích đi? Dạ không anh Quyền Linh. Phủ không phủ cái đó là em không chịu đâu. Ủa em thích đi luôn hả? Em đi từ nào giờ em đi một mình không chị? Anh đi những đâu rồi? Mới đây thì anh đi Quy Nhơn, Nha Trang. Nếu mà sau này anh tốt nghiệp thì anh tính là làm ở Tây Ninh hay là ở đây ? Thì có thể là ở Tây Ninh cũng được, hoặc là ở Sài Gòn cũng được. Hiện giờ anh đang sống với ai anh? Hiện bây giờ thì anh đang sống trên Đắk Lắk.
một mình. Ủa tại sao trên đó em? Dạ em đi học văn bằng 2 trường Đại học Tây Nguyên. À vậy à? Giờ mình tính cái nước hẹn hò mới quan trọng đó, đúng rồi đó. Hèn chi hồi nãy nói 1 tháng gặp 1 lần. Đúng rồi. Thì nếu mà nếu được thì em có thể là cuối tuần. Những cái ngày trong tuần thì chắc là khó. Em rất là ngại cái việc yêu xa. Dạ. Là em muốn một người tức là phải ở bên mình á. Không cần phải kè kè bên mình suốt ngày. Nhưng mà ý là phải có thời gian gặp mặt và nói chuyện, chia sẻ. Còn về cái việc mà yêu xa mà thường là nói chuyện với nhau bằng tin nhắn đó, thì em cũng không có muốn như vậy. Tại vì em rất là không thích phải nhắn tin với người mình yêu mà em muốn gặp mặt người đó. Và em nghĩ là nếu mà yêu nhau thì anh cũng sẽ có cái cảm giác là muốn gặp người đó hoài luôn á. Thì đúng rồi. Dạ. Em hay nói gì chứng minh cho cô ấy rằng mình sẽ làm tất cả vì cô ấy? Anh không hứa. Tại vì thường người ta nói là hứa nhiều là không được bao nhiêu. Dạ. Nhưng mà anh sẽ cố gắng hết sức mang đến niềm vui và cái hạnh phúc cho em. Tại vì trên cái con đường của anh đã từng đi á, thì cái yên xe sau của anh nó trống quá nhiều. Anh không muốn nó còn trống như vậy nữa. Rồi, hết thời gian. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Suy nghĩ thật kỹ. Cơ hội chỉ đến một lần và phải cảm nhận bằng trái tim của mình. Một cô gái rất là năng động, rất dễ thương, rất là cá tính. Một chàng trai có tương lai cũng tươi sáng, rất là hiền hòa, cũng biết đối nhân xử thế. Quan trọng là các bạn có vượt qua cái con đường xa thật xa đến với nhau hay không. 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Anh rất là tốt. Em cảm nhận được anh là một người rất là chân thành luôn. Nhưng mà thật sự thì cái khoảng cách nó quá xa. Và em... Anh biết rồi. Dạ. Nên là em hy vọng là sau chương trình này anh sẽ tìm được một nửa của mình. Và em tin là nếu mà anh tìm được một nửa thì người đó sẽ rất là tốt. Dạ. Cảm ơn. Bạn trai có biết rằng trong cái câu chuyện vừa rồi bạn gái sẽ không bấm nút không? Dạ, khi bạn ấy nói như vậy là em đã hiểu rồi. Tại vì những người cá tính họ đã quyết rồi thì chắc chắn là sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng tại sao bạn lại bấm nút? Tại vì em vẫn hy vọng một cái phần trăm nhỏ nhau nào đó. Rất thích cái cá tính đó của bạn, rất trân trọng. Đấy, bạn mới hiền hòa, tôi rất thích những điều đó. Biết rằng đối phương không bấm nút, mình vẫn bấm nút. Mình rất tiếc cho hai bạn. Nhưng mà đó là sự quyết định của cả hai. Biết đâu, 2 năm nữa chúng ta lại gặp lại nhau.